2020 Bitches, Alex, Nash, DeBito, Hang in the House, Alter, jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề hình học lớp 7 và chúng ta đang ở trường hợp góc cạnh góc. Ở bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái mô hình liên quan đến các đường phân giải. Ở bài ngày hôm trước thì chúng ta đang dừng lại ở một bài tập liên quan đến tính số đo một góc cụ thể nào đó, đúng không nào? Ví dụ như bài số 4, mình có khai thác là cái góc A này là một góc rất là đặc biệt bằng 60 độ. Thì đề bài yêu cầu là chúng ta phải tính ID bằng IE. Thì như ở bài trước ý, thì chúng ta thấy rằng ở những bài trước, ví dụ như bài 1, bài 2 và bài khai thác ý, thì chúng ta sẽ kẻ vẽ đường vuông góc. Nhưng tuy nhiên ở bài này thì nếu chúng ta kẻ vẽ đường vuông góc thì nó cũng không thể ra được, mà chúng ta lại phải kẻ phân giác. Chúng ta dựa vào yếu tố 60 độ để giải quyết vấn đề. Thế bài ngày hôm nay thì có nội dung là gì? Bài thì số 5 và bài số 6. Bài số 5, số 6 này thì cũng hơi đặc biệt một tí. Thực tế thì để có thể làm được bài tập này thì chúng ta cần thêm một cái kiến thức liên quan đến hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Đó. Thế thì trước khi chúng ta làm thì các bạn nên bổ sung thêm kiến thức nhé. Nếu như các bạn biết rằng là hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn thì không đáng nói, đúng không? Ví dụ như là các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, các trường hợp đặc biệt đi, mình gọi là các trường hợp đặc biệt, các trường hợp đặc biệt bằng nhau của tam giác vuông. Nếu tam giác vuông chuyển được về trường hợp cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh hay góc cạnh góc ấy thì không đáng nói. Nhưng ở đây mình muốn nói đến trường hợp đặc biệt, đó chính là trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Đây là trường hợp đặc biệt thứ nhất mà đại đa số các bạn được học, đúng không? Trường hợp thứ hai mà chúng ta hay sử dụng, không hẳn hay sử dụng lắm, nhưng chúng ta có thể biết thêm để làm thêm được rất nhiều bài tập. Ví dụ như là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Đó, cạnh huyền cạnh góc vuông, được chưa? Thì đấy là gợi ý của mình, được chưa nào? Thế bài số 5 thì chúng ta sẽ vẽ hình đi. Thì cái mô hình thì nó cũng giống các bài trên thôi, cũng không có gì quá là đặc biệt cả. Đó chính là cho tam giác ABC các tia phân giác của góc B, góc C cắt nhau tại Y và chứng minh là Y là phân giác của góc A. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Đây. Các bạn thấy rằng là có BY là phân giác này, có CY cũng là phân giác này, đúng không? Thì đề bài yêu cầu chứng minh AY là phân giác. Thế thì mình lại quay trở lại với các bài tập cơ bản ở phía trên. Ví dụ như kẻ phân giác, đương nhiên bài kẻ phân giác này không được, thì mình sẽ sử dụng yếu tố phía trên này là kẻ vuông góc. Kẻ vuông góc các bạn, có nghĩa là từ điểm Y này thì mình sẽ kẻ các đường vuông góc. Từ điểm Y mình kẻ các đường vuông góc xuống AB, AC và BC. Kẻ các đường vuông góc, ví dụ như mình kẻ như này đi. Đương nhiên là mình sẽ vẽ bằng máy nữa để cho các bạn dễ nhìn. Tương ứng với các điểm là MNP. MNP. Đấy. Thì sau đó mình sẽ chứng minh AY là phân giác. Thì chứng minh như thế nào các bạn có hình dung ra không? Muốn chứng minh là phân giác nhá. Thì sau khi kẻ xong thì mình sẽ định hướng này. Là muốn chứng minh AY là phân giác, đúng không? Của góc BAC. Thì mình sẽ phải chứng minh là góc MAY bằng góc PAY. MAY bằng PA. Tại sao mình lại suy nghĩ đến MAY bằng PA? Bởi vì mình sẽ đặt vào hai tam giác bằng nhau các bạn, đúng không? Mình sẽ đặt vào tam giác MAY bằng với tam giác PA. Đấy. Sau khi đặt vào rồi thì bây giờ mình kiểm tra các yếu tố. Thì thứ nhất là AY chung ba yếu tố này. Thì yếu tố thứ nhất là góc M bằng góc P bằng 90 độ thì rất là rõ ràng rồi. Yếu tố thứ hai là AY chung. AY chung. Đúng không? Và yếu tố thứ ba mà chúng ta cần, thì nếu bạn nào mà nhớ các bài trên ý, thì mình có thể chứng minh được rằng IM bằng IP. Thì hai tam giác này sẽ bằng nhau. Và hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp gì các bạn? Thì AY chung thì đây nó là cạnh huyền, đúng không? Còn đây là trường, đây là cạnh góc vuông. Vậy như vậy, như vậy thì đây sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Nào, ok chưa các bạn? Còn với riêng cái cách để chứng minh rằng IM bằng IP này thì nó có ở trên hết rồi, đúng không? Đấy. Thế thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ có một cái hình vẽ cụ thể cho chúng ta, đúng không? Đây, hình vẽ cụ thể đây. Và sẽ đến với lời giải chi tiết. Lời giải chi tiết thì có lẽ là mình sẽ cho cái hình ra bên này đi. Lời giải chi tiết thì mình sẽ gõ đây. Thế đầu tiên là mình phải chứng minh IM bằng IP đã. Để chứng minh IM bằng IP thì cũng tương đối là giải, theo mình nghĩ là như vậy. Nhưng mình nhớ là ở các buổi hôm trước thì mình đã trình bày cho các bạn rồi. Thế nên là mình sẽ copy lại thôi. IM bằng IP, mình xem cái đoạn chứng minh IM bằng IP ở đâu. Không có cái phần nào chứng minh IM bằng IP. À đây, IM bằng IP đây. IM bằng IN, IM bằng IP đây. IM bằng IP đây. Đấy.
các bạn thấy rằng là những bài tập khai thác thì nó rất liên quan đến nhau đúng không? Rất liên quan. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là mới chỉ có được một ý thôi. Một ý thôi các bạn. Đấy, bây giờ mình lại chứng minh được IM bằng IP rồi. Sau khi có IM bằng IP rồi thì mình chỉ cần set hai tam giác thôi, đúng không? Set tam giác gì? AMI và tam giác API có ba yếu tố các bạn. Yếu tố thứ nhất là góc M bằng góc P bằng 90 độ. Góc M bằng góc P bằng 90 độ. Yếu tố thứ hai là AI chung. Có thể các bạn sẽ ghi rõ ra đây là cạnh huyền AI chung. Đấy, để mình xác định rằng đây là trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông, đúng không? IM bằng IP. Thì đây là chúng ta có thể ghi ở đằng trước là cạnh góc vuông. Đấy, IM bằng IP. Cái này là chứng minh trên thôi. Đấy. Còn nếu mà bạn nào mà cảm thấy công kềnh quá thì cũng có thể bỏ bớt đi. Còn ở đây thì mình muốn nói rõ cho tất cả các bạn để các bạn có thể hiểu rõ được. Đúng không? Đây trường hợp là cạnh huyền này, cạnh góc vuông. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo, sau khi có hai tam giác bằng nhau rồi thì mình có thể suy ra được cả quát tương bằng nhau là MAI bằng PAI. Góc MAI bằng góc PAI. Đây là hai góc tương ứng. Đấy. Rồi. Sau đấy là mình sẽ suy ra là AI là đường phân giác thôi. Ủa, quá vậy. Ok, xong. Các bạn thấy như thế nào? Cũng không quá khó đúng không? Nếu chính ra nếu không có cái phần trên ấy thì cũng tương đối dài. Có nghĩa là nếu các bạn không có cái yếu tố IM bằng IP ấy, thì các bạn tư duy nó sẽ dài hơn, nó sẽ khó hơn. Còn nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái tư duy IM bằng IP thì dài nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đúng chưa? Đây là nội dung bài thứ năm. Thế nội dung bài thứ 6 thì sao các bạn? Chúng ta đọc nhé. Cho tam giác ABC vẽ các tia phân giác của góc ngoài B và C căn tam giác Y, chứng minh là Y cũng là phân giác của góc bài. Thì bài này là khai thác từ bài số 5 thôi. Thế thì mình cũng phải vẽ. Đây mình vẽ đây. Có lẽ là bên này thì mình vẽ phía sang bên này đi. Đây. Chứng minh AI là phân giác. Thì ý tưởng của bài số 6 này thì mình cho nó vào đây. Đây. Ý tưởng của bài số 6 này thì cũng giống tương tự như đối với bài kia thôi, là chúng ta sẽ phải vẽ các đường vuông góc. Đấy, chúng ta sẽ vẽ các đường vuông góc. Được chưa? Chúng ta sẽ vẽ các đường vuông góc. Úi giời, lệch quá. Chúng ta sẽ vẽ các đường vuông góc này. Đấy, chúng ta sẽ vẽ các đường vuông góc. Thế để làm gì các bạn? Thì muốn chứng minh rằng AI là phân giác thì chúng ta sẽ phải chứng minh hai góc này bằng nhau. Đấy, thì bây giờ mình đặt vào hai tam giác nào. Câu chuyện là với cái phân giác ngoài này thì chúng ta sẽ khó nhìn hơn. Khó nhìn hơn. Thì các bạn có định hình được không? Chúng ta sẽ phải chứng minh góc ABI đúng không? AI là phân giác này. Thì chúng ta sẽ phải chứng minh góc BAI bằng góc CAI. Thì bây giờ mình phải đặt vào hai tam giác bằng nhau. Là tam giác nào theo các bạn? Thì mình sẽ đặt vào hai cái tam giác vuông ý. Nếu các bạn để ý thì nó chính là MAI đấy. MAI bằng với tam giác là PAI. Đấy, hai tam giác này thì có các những yếu tố là bằng nhau rồi. Chúng ta dễ thấy nhất ý, đó chính là góc M bằng góc P bằng 90 độ. Đúng chưa? Yếu tố thứ hai là AI chung. Và yếu tố thứ ba là gì? Nếu bạn nào để ý thì ở trên mình có thể chứng minh IM bằng IP. IM bằng IP. Đấy, thì ở đây mình cũng có thể chứng minh được IM bằng IP. Đã gọi là khai thác thì nó sẽ tương đối là giống nhau, đúng không? Thì có nghĩa là IM sẽ bằng IP bởi vì nó cùng bằng qua IN này thôi. Đấy. Thì bây giờ muốn chứng minh IM bằng IP thì mình quay trở lại cái bài tập cũ. Và mình sẽ phải chứng minh hai thứ. Thứ nhất là IM bằng IN. Và cái thứ hai là IN lại bằng IP. Đúng không? Thế bây giờ muốn chứng minh IM bằng IN thì chúng ta lại đặt vào hai tam giác. Nếu bạn nào để ý thì nó chính là hai tam giác nào? Khó chứ nhỉ? Rồi. Đó là tam giác gì? Nếu bạn nào để ý thấy tam giác BMI. BMI bằng với tam giác BNI. Đấy. Còn tương tự như bên này thì là tam giác CNI bằng tam giác CPI. Đấy, thấy chưa? Đương nhiên hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Còn hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền cạnh góc vuông. Được chưa? Đấy, thế thôi. Rất đơn giản, đúng không?
Bây giờ đến lời giải chi tiết. Lời giải thì mình cũng sẽ phải vẽ thêm số điểm, nên là mình sẽ cho nó xuống phía dưới này đi. Đấy. Lời giải thì ý đầu các bạn, nó gần như là hai bài này trình bày nó giống nhau. Nếu nó khác nhau cái gì thì nó chỉ khác nhau một tí xíu thôi. Mình copy lại nhá, mình sẽ sửa này. C tam giác BIM và tam giác BIN có M bằng N bằng 90 độ, góc nhọn MBI bằng góc BIN MBI NBI chứ NBI đúng không? MBI NBI giả thiết. Cái tam giác bằng ngang trong trường hợp kiểu góc nhọn đúng không? Xong rồi là ICN ICN và ICP đúng không? Cái góc nhọn như vậy. Đấy các bạn thấy không? Hai bài với cách diễn đạt và cách phát biểu khác nhau nhưng trình bày giống hết nhau luôn, có nghĩa là ý tưởng làm thì giống nhau, đúng chưa? Từ 1 và 2, IM bằng IN bằng IM bằng IP. IM bằng IN. IN bằng IP thì sẽ IM bằng IP. Sau đó mình xét tam giác là AMI và tam giác API thì có hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông, mình suy ra phân giác. Đó. Thế thì nhiều bạn là chưa biết về trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông thì các bạn nên nên đọc thêm cũng được. Vì trường hợp này thì cũng không phải là dùng nhiều lắm. Được chưa nào? Đó, thì bài khai thác của mình về ba đường phân giác xong rồi. Được chưa? Thì bài ngày hôm nay kết thúc tại đây nhá. Còn bài thứ 7 thì có lẽ là ở buổi sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Được chưa nào? Ok, bài tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share cho mình nhé. Bye bye.